Như vậy tiếng còi của trọng tài Cao Trường vang lên và trận tranh 3-4 giữa các cầu thủ FC Liên Quân Sumoto và FC Liên Quân Divimoto chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ bên phía FC Sumoto vừa miếng, ngang sức ngang tài giữa hai đội với nhau. Rất bình tĩnh. Đình công. Giận Hải đăng khoa. Dứt điểm ngay. Vậy là thủ môn bên phía Divimoto đã chơi chính xác. Rất đông cao thủ đang đứng trước khung thành của Tuấn Vũ. Cao Vân. Vậy tiếng còi của trọng tài Quang Trung đã vang lên và biên sẽ thuộc về FC Liên Quân Sumoto. Rất tốt Văn Thăng. Sau đó tình huống bóng đã không thành công. Tống Hoàng Đình. Đánh đâu? William. Như vậy là 1-0 dành cho cầu thủ bên phía FC Liên Quân Divimoto. Và ngay sau khi ghi bàn thì đội trưởng áo số 17 bên phía Divimoto đã ăn mừng một cách rất tuyệt vời, Phạm Anh Tuấn. Năm 2023 là giải bóng đá của Hiệp hội ô tô xe máy xe đạp Việt Nam. Và đây là giải bóng đá, chính xác hơn là giải bóng đá doanh nghiệp ngành xe hai bánh lần thứ 5. Rất tốt Văn Thăng, cơ hội để có thể dứt điểm. Cơ hội vào. Vâng, dường như đội trưởng Phạm Anh Tuấn đang ăn mừng theo kiểu lộn nhào càng cua. Anh không bật nhảy theo kiểu lộn 180 độ mà anh chơi theo kiểu lộn choành người sang ngang cho nó an toàn để phù hợp với lứa tuổi của anh. Có lẽ đây là lần thứ hai mà anh có thể xe lưới được Liên Quân Sumoto. Và giờ tỷ số đã là 2-0, quá sớm, quá nhanh, quá nguy hiểm. Trung Thủy. Khó khăn bây giờ đã là gấp bội dành cho đội bóng áo trắng. Đưa bóng vào. Không thể quá căng thẳng. Nhưng mà hai đội vẫn đang rất quyết tâm để có thể định đoạt được đội nào đứng ngôi vị thứ 3 và đội nào sẽ xếp thứ 4. Trung Thủy. Đường truyền thẳng mặt tới vị trí của Phạm Cao Vân, không được Tống Ngọc Hải. Nhưng như đây là một cá nhân rất trẻ trung bên phía đội hình của Divimoto, Nguyễn Văn Thăng. Tuyến này Ngọc Hải. Đúng là không những hay mà còn có sự may mắn song hành với Tống Ngọc Hải trong pha bóng này. Sau tình huống dứt điểm của Ngọc Hải, bóng đã trả vào người có lẽ đó là hình ảnh của số 9 Nguyễn Quang Hiếu bên phía của Sumoto. Bóng bay trở ngược lại phung thành của thủ môn áo số 22 Lưu Tấn Vũ và anh đã không thể làm gì hơn. Bóng bay quá khó và hiện tại đã là 3-0 dành cho Divimoto. Không chống nổi. Đăng Khoa, Trung Thủy. Rất tốt. Đi bóng, đường truyền, Cao Vân. Cao Vân phối hợp. Có thể dứt điểm, không thành công. Những bóng rất gần với khung thành của Divimoto. Nhưng ở trong đó thì những đình công hoặc có lẽ là hình ảnh của Quang Hiếu đã không thể tận dụng được. Anh Tuấn. Thôi. Không vào. Không có tỷ số là 4-0 dành cho Divimoto ngay trong hiệp 1. Anh Tuấn đã thoát ra khỏi tầm vây của Vũ Huy Trí và sau đó sử dụng cái má ngoài chân phải của mình. Bóng đi sượt thì Tuấn Vũ đã xử lý một cách an toàn thành công. Trung Thủy. Nắng đang tương đối trên sân bóng Gamuda Khuyến Lương. Nhiệt độ vẫn là 14 độ. Vừa rồi là tình huống đánh đầu quá cao của Đình Công. Cái nói mặc dù các cầu thủ bên phía FC Liên Quân Sumoto họ bị tấn công nhiều nhưng họ vẫn có thể đưa ra được câu trả lời cần thiết. Rất tốt Đăng Khoa. Đăng Khoa và Trung Thủy đường truyền rất hay, cơ hội mở ra nhưng tốc độ là không đủ. Đã xin được 30k nhưng câu chuyện còn nguyên. Không thể dứt điểm được khi mà Cao Vân không đủ độ nhanh hơn so với Đức Việt. Và bóng khéo léo đến từ số 38 Lê Đăng Khoa, người đang giữ bóng. Và giờ cánh phải Trung Thủy. Nhưng đương nhiên chỉ Đăng Khoa và Trung Thủy thôi là vẫn chưa đủ. Họ sẽ vẫn cần có nhiều hơn tính kết nối ở bên trên đến từ cầu thủ khác như Quang Hiếu, Cao Vân. Văn Thăng quá thoáng, đường truyền ngay đến anh Tuấn cũng quá đẹp. Truyền ngang Đức Việt, có thể dứt điểm. Không thành công. Và ra chân mà không thấy bóng đâu, tức là bóng đi quá xa khung thành của Tuấn Vũ. Trung Thủy.
miệt mài tìm kiếm câu trả lời, miệt mài tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Không thành công. Những pha bóng đập mặt như vậy quả thực là rất khó. Có thể sút xa. Nguy hiểm. Vâng, bây giờ mà cú sút có lẽ là chất nhiên lượng nhất từ đầu trận đến giờ bên phía Sumoto. Người ra chân là Đặng Đình Công từ pha bóng 2 bật ra. Cú sút đầu tiên là của Quang Hiếu. Còn phải thêm nhiều áp lực nữa đến từ cầu thủ Sumoto. Tuấn Vũ đã chơi tốt. Tuấn Vũ cũng là một thủ môn có chiều cao tiệm cận 1m7. Trung thủy rất khó khăn. Vẫn rất tốt. Đăng Khoa, cơ hội có thể có dứt điểm. Đăng Khoa ra chơi. Không vào. Quá hay. Đây có lẽ là tình huống kết nối và dàn xếp hay nhất từ đầu trận đến giờ đến từ cầu thủ Sumoto. Không hay. Vậy là ngay sau và ra trần duỗi mũi. Không dành cho ai bên trong. Không có bất kỳ một đồng đội nào của Văn Ân. Tháng 12 và nhiệt độ tại bầu trời thủ đô hiện tại đang là 14 độ C nhưng trời rất nắng. Cơ hội Đình Công. Đình Công đã chính thức Đình Công ảnh ngọt tác nghiệp ngoài sân. Nắng đang rất to. Và có lẽ trên khung hình của quý các bạn cũng đang xảy ra hiện tượng ngược sáng. Mong quý các bạn cũng thông cảm. Vì theo hướng quay này thì chúng ta cũng không thể tránh được ánh nắng xuyên thẳng vào camera. Xử lý lỗ tẩy rồi và bây giờ sẽ là đường phản công quá nguy hiểm dành cho Divimoto với Tống Ngọc Hải. Ngọc Hải văn thăng. Và chính Trung Thủy là người sửa sai cho chính đường truyền sai của mình trước đó. Và sau đó thì anh Tuấn quyết định tên. Coi! Rồi 4-0! 4-0 dành cho thủ Divimoto. Họ chơi thật sự là quá lì lợm. Họ chơi hoàn toàn có đường, có miếng, có bài, có vở. Biết người biết ta. Khi mà đã vươn lên dẫn trước là 3-0 trong hiệp 1 thì họ lùi xuống và giữ sức trong hiệp thứ 2. Nhường lại sân chơi cho Sumoto. Tiếp tục là cầu thủ không tên, nhanh hơn. Và anh quá chậm. Ngọc Hải. Rất hay, Văn Thang đồng đội đang gọi bên phía là cánh phải. Quang Tùng bị sửa lưng rồi. Vẫn cứu được. Văn Ân. Bóng trở ngược lại không thành của cầu thủ Divimoto. Vâng, khá loạng choạng, đá như túy quyền. Đây gọi là túy bóng cơ, dứt điểm vào. Sau khi mà không thể chơi theo phong cách thuần túy thì cầu thủ bên phía Sumoto đã áp dụng võ xay. Võ xay vào bộ môn bóng đá. Cành đã giả chết bắt quạ và khiến cho khung thành phòng ngự của Divimoto mất sóng. Và đây là bàn thắng rút ngắn tỷ số đương nhiên đến từ một cá nhân rất hay của Sumoto, Lê Đăng Khoa. Người con của Lam Sơn, người con của Đô Lương Nghệ An đã lên tiếng để giúp ngắn tỷ số xuống còn 1-4 dành cho cầu thủ của Divimoto. Phá phạt bóng không gọi đồng đội và bóng đã về lại với chân của Đình Công. Tôi có hỏi lấy bóng lần thứ bao nhiêu trong trận đấu này rồi chúng ta không thể nhớ được nữa. Quang Tung trả về cô đấy. Văn Hội đã dứt điểm. Không tên. Kéo sau lại về trước. Đăng Khoa lấy bóng trong thương. Ngọc Hải Đăng Khoa. Cơ hội để có thể dứt điểm. Không được. Nhưng Đăng Khoa không hiểu ý tưởng của Đình Công ở bên trong. Đăng Khoa có lẽ cũng đã. Trung Thủy. Đăng Khoa, Trung Thủy chuyền bóng hơi non. Ngọc Hải đã vồ được. Ngọc Hải đi bóng kỹ thuật. Ngọc Hải qua hai người Ngọc Hải. Nhưng Ngọc Hải dường như không sử dụng được chân trái mà chỉ sử dụng được chân phải mà thôi. Văn Thăng đổi cầu, một người trái phải, một người phải trái. Văn Thăng rất chắc chắn không thể lấy bóng được trong chân của cả Văn Thăng cũng như là Tống Ngọc Hải khi mà những cầu thủ này đặt trụ. Rất tốt, Ngọc Hải. Cú sút rất căng nhưng lại đi vọt xà ngang khung thành của Sumoto. Cơ hội. Không thực thấy anh nhận bóng và khi anh nhận bóng cũng rất khó để anh có thể xử lý được. Hay nói cách khác đây có thể là một tiền đạo phòng ngự. Phòng ngự từ xa để tạo lớp pressing đầu tiên. Nhưng đúng lúc này tiếng gọi của trọng tài Cao Trường cũng đã vang lên trên sân bóng Gamuda Khuyến Lương. Tỷ số chung cuộc của trận tranh ba tô giải bóng đá VFX Cup lần thứ 5 năm 2023. Đó là 1-4, 1 của Sumoto và 4 của các cầu thủ bên phía Divimoto.